Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 31 tháng 3 năm 2020 đây. Tôi vừa lắp đặt cho gia đình anh Nguyên một bộ đồ thờ đây, gồm bàn cơm và ngai hạc bày trên bàn thờ đây thưa quý vị. Chiếc bàn cơm này bằng chất liệu gỗ hương Nam Phi. Anh làm kích thước là 197. Trên bàn thờ thì gồm có bộ đài nến, ngai hạc, tôi bình hoa sen rất là đẹp. Đây là không gian phòng thờ nhà anh, cũng như là đây là hai bác là bố mẹ của anh Nguyên đây. Thì anh hiện tại đang sinh sống và công tác ở tại Singapore, xin lỗi ở Đài Loan thưa quý vị. Anh có đặt cơ sở chúng tôi một số sản phẩm như là bàn ghế, nội thất phòng ngủ gồm có giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm, cũng như là một bức khung gương và bộ nội thất thờ này. Chúng tôi đã bàn giao lắp đặt xong cho gia đình rồi, thì tôi có quay lại một video clip để gửi lại anh Nguyên để anh có thể xem được cái sản phẩm mà anh đã mua sắm cho gia đình. Đấy, còn nhìn cái mặt đâu, còn khu bà thì nhìn thấy không? Cho ra này, hay vậy? Là một trong công viên rồi. Khu bà nhà thưa quý vị nhé. Đấy, cho xin trang trí để. Đấy, cho cụ nhìn. Ông đẩy cái lọ hoa dịch ra ngoài này tí. Đây, gia đình anh chỉ còn thiếu bộ cuốn thư câu đối nữa thôi. Đây nhìn nó đẹp hơn, sẽ là đủ đấy, bộ đồ thờ đấy. Cái này ngoài kia mình làm bộ cuốn thư câu đối đấy bác ạ. Cuốn thư câu đối treo đó, treo bên trên à? Cuốn thư câu đối treo trên này à? Vâng. Treo như này thì câu đối nó bị lệch. Thì cái này em mắc, cái này lại không, mình cứ treo một cơn với không gian thờ mình thôi. Đây, ngoài ra phía bên trong này thì chúng tôi còn có một bộ giường ngủ, giường hoàng đế 1m6, chất liệu gỗ rèn. Cái này có chiếc bàn trang điểm cũng như là tủ áo và một bộ bàn ghế ăn nữa thì chúng tôi đã lắp đặt cho anh ở bên dưới nhà dưới rồi. Đây là trong đó cái giường thì bên trong là không gian hơi tối một chút, quý vị không nhìn rõ. Quý vị có nhu cầu thì hãy liên hệ cơ sở gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại xã Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Cơ sở của tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thưa quý vị nhé. Và có số điện thoại là 0987 510 86. Website đồ gỗ Tùng Tám .com. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng và cũng như là kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ nội thất. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian và xem hết video clip này.